Xin chào tất cả các bác. Đây em giới thiệu với cây địa lan Bảo Hoàng. Cái địa lan Bảo Hoàng này thì nó chậu này nó hơi to, nhưng mà cái dáng lá này thì nó cũng khá là tầm thể. Cái này nó hơi mất cần, anh chị có thể nhìn thấy những cái video trước của em anh chị cũng biết là mất cần như nào đúng không ạ? Có cái tầm lá này thì nó phải trên tầm lá cái là có hoa luôn. Đây là trên cái tầm lá hơi nhiều như cái chỗ này. Để khi mình nhìn một cần thì mình sẽ biết đây, một cần thì mình sẽ biết là nó mất cần như nào đúng không ạ? Đây, cái này nó mất khoảng một bông, cái này nó mất khoảng hai bông, thì nó mất khoảng một hai bông. Đây là cái cây Bảo Hoàng. Bảo Hoàng này thì nó cùng một cái tên nữa, đó chính là vàng danh yên tử. Đấy nó là hai cái tên mà cùng một cái cây địa này. Ngày trước ấy thì gọi là vàng danh yên tử bởi vì sưu tầm được cái cây này là hoa nó là đột biến ở vùng thì gọi theo vùng miền, nhưng về sau thì được đặt tên là Bảo Hoàng. Thì cái cây địa lan Bảo Hoàng này thì đây là cái bộ thân lá của nó dạng bình diệp và có những lá huyền diệp. Bình diệp nó rất là nhiều, lá nó khá dài và to, lá dài khoảng từ tối đa là khoảng 50-60 cm, to khoảng từ 2-3,5 cm. Lá nó khá to đẹp, lá nó có những cái nếp gấp. Đây anh chị nhìn thấy những cái nếp gấp này. Đây anh nhìn lá trên này. Đấy, những nếp gấp của nó. Nếp gấp em hay nói đấy. Đây nếp gấp. Lá của nó to. Đấy, thì để mà là cái cây địa lan mà mình có thể là nhìn qua thân lá mà biết được cây ấy, thì là phải trí nhớ phải rất là tốt. Bởi vì nếu không như em nên phải ghi tên mà. Ghi tên vào cái cây địa lan thì mình mới nhớ được, còn không không thể nhớ được. Đương nhiên là nó có một số cái để mình chi tiết để mình nhớ. Khi nó nở hoa. Ví dụ như cái lá này. Đấy. Lá rất là to, bầu nhọn đúng không ạ? Đuôi lá nó vẫn kiểu dạng cái thìa. Đấy. Nhưng nó có những cái lá khác. Đây nó cũng dạng thìa đây. Đấy. Nó hơi vặn. Thì cái dáng lá này, cây này thì nó địa lan thì nó khá là khó. Ở địa lan thì cái dáng lá của nó rất là khó mà để mình có thể nhìn cái dáng lá mình đoán được. Cái cây này khi mà có hoa thì anh chị nhìn thấy là nó mất cần này. Hoa của nó xanh vàng này, nó nhiều bông. Cần hoa to, cao. Nhiều bông, cần hoa hơi to. Nhiều bông và nó được khoảng từ 10 bông trở lên. Đấy, như cái cây này thì nó có những cây được khoảng tầm độ 8 đến 10 bông. Nhưng có những cái bông nó được tầm 15, cần được 15 bông hoa. Đấy, thì nó là một cây rất là đẹp. Cái cây địa lan Bảo Hoàng này thì em cũng nói là nó tên là vàng danh yên tử. Ngày xưa là gọi theo nguồn gốc, còn bây giờ thì mình hay gọi theo tên. Bởi vì gọi theo tên thì mình mới có thể là nói chính xác được là cái cây lan này là nó vào bộ sưu tập và bộ nhớ. Thì mình mới biết được là ví dụ như cây này. Chứ còn nếu mà cứ gọi theo vùng miền ấy, gọi theo xanh vàng nọ kia thì nó sẽ có rất nhiều. Bởi vì đột biến này yên tử không phải chỉ có một cây này là cây xanh vàng. Ngoài cây này ra nó có rất nhiều cây khác là cây xanh vàng khác. Thì cái cây này người ta gọi anh chị về sau này đã thống nhất gọi là Bảo Hoàng. Thì cái địa lan Bảo Hoàng này thì nó cũng là một cây rất là đẹp, hương thơm và là mùa xuân. Mùa xuân thì nó có thể là sẽ nở vào dịp Tết Nguyên Đán nếu như thời tiết nắng ấm hoặc là nhuận thì thường tỷ lệ vào Tết cao hơn. Còn khi mà không thì tỷ lệ thấp hơn. Không nhận tỷ lệ vào Tết thì thấp hơn, thường nở vào tháng Giêng. Từ mùng 5, mùng 10 tháng Giêng đến tầm khoảng cuối tháng Giêng. Cây này là hoa mất cần. Em về những cái chi tiết của nó thì mọi người cùng tìm hiểu thêm và em sẽ nói sơ qua ngay bây giờ. Cái cây này thì hoa nó hơi mất cần. Đây, mất cần đây. Đấy, mất cần. Cánh hoa của nó. Vào luôn cánh hoa của nó ấy chị nhé. Hoa màu xanh vàng. Đây. Hoa của nó là không chia theo cái tỷ lệ hướng nào cả, cứ quay lung tung. Đấy, như cây này thăng hoa quấn cần, cây rất là điệu và đẹp. Ba cánh đài của nó thì mở cân đối, hai cánh đài trong đỡ trụ nhị của nó thì nó hơi khúc, gọi là hơi cúp và khép mà không mở ra mấy. Cái bông trên này mở này, bông dưới này khúc vào. Đấy, ngoài ra còn những cái bông này khác.
Đấy, anh chỉ thấy không? Đa phần đều khúc khung thôi. Chứ nó không 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 ấy. Mấy cái bông này là hỏng hỏng là nó là do bị thụ phấn rồi. Đấy, đây, bông này là thế. Vàng danh yên tử hay là cái cây bảo hoàng. Địa lan bảo hoàng. Đây, như cái bông này đây, mọi người nhìn này rõ hơn đúng không ạ? Thì khi mà mình nhận biết thì mình nên nhìn tổng thể. Bông hoa là nhất, cái thứ hai đó chính là chi tiết của cái bông hoa. Lưỡi cái này khá vuông nhưng mà nó không được vuông đét và nó vẫn hơi nghiêng một chút. Đây này anh chị nhìn ạ. Lưỡi nó đấy hơi nghiêng thì nó không 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 được vuông đét. Bông trên này nó thế này. Đấy. Thì có nghĩa là cái chậu mà nó khó như này, nó không có sự khác biệt nhiều ấy, thì mình cần phải chú ý thân lá, hoa, màu sắc. Cái này xanh vàng và màu khá trong. Đấy, anh chị nhìn thấy không ạ? Màu khá trong. Đấy. Còn đây là tổng thể. Còn tất cả những cái cây địa lan thì em muốn nói một chút để về mọi người có thể cùng tìm hiểu nó này. Là tất cả những cây địa lan đột biến rừng về cơ bản thì nó là đột biến rừng khi mà mình nuôi trồng lâu thôi. Tránh cái hiện tượng mà nhiều người gọi là địa lan cổ ấy, mọi người cần chú ý. Bởi vì cây nào cũng là cây nuôi trồng cả nên không cây nào là cây cổ hết, nó như nhau. Nhưng mà khi mà có một số thành phần đối tượng ấy cứ gọi là địa lan cổ để bán giá cao hơn ấy, thì không phải thế. Anh chị có thể xem những cái video về cái cây mạc. Cây mạc biên hoặc là mạc đại mạc. Thì anh chị sẽ hiểu được rằng là nó cổ đến đâu, đến mức nào, sao hợp lý. Đấy. Mọi người có thể tham khảo thêm một số những cái video khác và một số những cái cây khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa giúp em. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ em. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau để có những cây lan khác đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.